Con sữa không con? Dạ. Con sữa không? Con còn uống sữa không? Sướng này chắc không uống sữa rồi. Dạ. Rồi xong luôn. Đâu đâu con nói lại câu nãy chú nghe coi. Bây giờ uống sữa không? Nói lớn lên, nói lớn lên. Đang nhậm cơm. Ok con. Dạ cho sữa dạ cho con phải không? Ờ mừng quá đã uống sữa. Giờ nhậm cơm không uống sữa ha. Trời ơi, hỏi uống sữa không nữa. Trời ơi, người ta đang giảm cân mà mấy chú cho sữa hoài. Người ta hỏi chú cho sữa đó. Má ông đang giảm cân. Anh bay không? Nói không? Em rất giảm cân luôn. Năm luôn. Hôm nay khoai trang vô con để vào trước luôn nha con. Này con đẹp không? Con hộ đẹp không? Có, con đây để phía trước cho con nha. Rồi hơi gì nữa con? Chú có nhiều sức khỏe nha. Chú ông Năm luôn, ông Năm. Rồi rồi rồi. Tại chạy em đang giảm cân nên không có cho sữa nha. Chán chịu. Bây giờ quyết định cái uống sữa không? Quyết định cái này. Hả? Rồi. Ừ. Uống luôn ha. Khỏi giảm cân nha. Ừ, đi luôn. Khỏi giảm cân luôn. Anh bay à, thầy. Ông Năm ơi. Tôi giỡn lãnh cho ông luôn rồi. Ông lãnh rồi được. Lắp sữa nè. Nói lãnh mới được nói đi. Em ra lắp sữa cho. Sữa nè. Trời ơi, con uống sao con không đi? Trời ơi, mẹ mập nữa đó. Ờ, mấy chú này muốn làm quen nè. Để chú dùng cho mẹ nha. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn nhiều. À, đang chất phần 40 phần quà lên xe ba gác nè, đi cùng với mấy anh em đi lại ấp đã, ấp gì không? Ấp Đông Huề. Ấp Đông Huề. Xã Tân Khánh Đông. À, ấp Đông Huề xã Tân Khánh Đông nha cô chú anh chị. Ở đây đang là 40 phần quà đi xe ba gác để đi tới để mà phát cho tổng cộng làm anh Phong sẽ tài trợ cho xã Tân Khánh Đông mình là 100 suất thì hôm nay đi 40 suất phần ở đây ấp này rồi mai đi ấp khác đi 3 ngày đi bên cho vui. Ồ đúng rồi. Cho vui. Nếu như vậy mới tiếp cận được những bà con nghèo, những bà con khó khăn. Đúng rồi, mình đi những cái hoàn cảnh khó khăn nó ý nghĩa ha. Dạ. Chứ em là cành vàng lá ngọc lắm, đi chợ đen đú hết trơn nè. Mà gán gì bà con á. Đây đây là những phần quà nha, đầy đủ gia vị trong đây, chân có 5 kg gạo và gia vị luôn, nước tương nước mắm đường bột ngọt luôn đó. Ở đây có hai thùng sữa đây, gặp được những em bé đó sẽ gửi những phần sữa này cho các bé luôn. Đang ở ba gác để đi phát cho lại ấp Đông Quế nè. Trời ơi, ngồi trên đây nó vàng quá trời, nó vàng luôn, quên đem theo cây chống rung rồi. Cô dùng cái ống miệng nha. Thì đi phát quà xong là cho mọi người coi cảnh làng quê. Xanh không sao hiểu không? À, đúng rồi. Chứ anh để dưới đất con sò lên đứng xuống nhìn không có đẹp. Thì ra chung nhận cái đó rồi. Rồi ở đâu đâu nè. Đây con gửi cô thần nha. Cô dùng ngõ miệng nha. Rồi rồi. Để xuống nha.
Đây là con đều phát từ tâm, mà không nhận thì con đi cho quà con khác, chứ con có gửi. Đi Út ngay giờ mất rồi. Dạ dạ. Cũng rất là nhiều, có người mới được. Dạ đúng rồi, có người đi con gửi ha. Dạ. Đây là của Mạnh Hùng, con gửi cho bên chú con á. Phải đưa đúng hình ảnh đàng hoàng đủ số lượng ha. Thông cảm giùm con. Này ta dùng rồi nó cũng khá là đắt tiền á. Ở đây là khắp ấp Đông Quầy. À, nên hiện giờ đi á thì anh ấp á ảnh cho cái địa chỉ của những người khó khăn ở đây nè để mình đi tới tận nhà mình cho luôn. Dạ, hôm nay nhận cho mình cái đi. Ông Nga ơi, ra ngoài lộ nhận đồ nè, lãnh dùm đâu mới cho. À, mì với gạo bột ngọt. Con có nhận con, tụi con đi nha. Giờ này nó ra tới rồi. Rồi giờ đợi phút 2 phút gì đi. Dạ nó chạy ra tới bị nó kiểm soát đây nè, để làm chăm. Dạ dạ dạ, rồi con đợi. Sao đó, con đợi mà. Có mặt rồi cho, nhận giùm không có cho. Nè, là chú này nè. Nốt ở đây nè. Dạ. Để mình theo cũ mình. Rồi, mình đi tiếp nữa nha, đi tới nữa. Đi theo cái anh ở chủ ấp luôn. Rồi, có ra nhận quà đeo khẩu trang giùm con cô. Rồi, có khẩu trang dạ. Luôn. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Dạ, cái này nhà tài trợ cho cô ơi. Dạ. Dạ, cô. Dạ, có cho nhà bởi thăm nhà này. Cảm ơn nhiều nha. Ừ, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Số bà con luôn. Dạ. Bà con thấy mình phát là xin thêm cho những người khó khăn nữa. Thật sự là rất nhiều nhưng mà mình không có năng mình bao hết được. Bây giờ là chỉ chọn lọc những hoàn cảnh khó khăn mình cho thôi. Rồi đi tiếp. Chứ cô bắt con cho đợi đầy đủ hết sao con cho được. Trời ơi cho mà cô nói mệt quá trời luôn á. Lấy cho dòng khác. Dạ. Mà nó cũng cho mà cô còn phân bì nữa thôi rồi. Cái này nhiều khi cũng gặp khó lắm, người này người kia tùm lum hết trơn. Chồng cũng sàng lọc lại người nào khó khăn mới cho quý cô chú anh chị ơi. Khéo xéo đi. Vô nhà đi con. Rồi, giật nhau thôi nha. Rồi, đi ha, chồng đi không? Chồng chồng đi luôn. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Kế bên nữa. Đừng có đứng gần em, cho em đi nhiều nơi lắm. Đừng có đứng gần. Kìa kìa, ảnh kìa. Thôi, cho đưa cho cháu đi ha, đưa cho cháu đi. Để em không tiếp xúc với cháu. Cháu ơi, chú. Rồi, đóng cửa nha con. Em Phân nghe rồi chị ơi. Khác chưa? Bên đó này có cái đội nhận đủ chưa ca? Đúng rồi. Danh sách này là chị đó có nhận chưa đủ chưa? Cái cô lớn tuổi nữa thôi đó. Có rồi.
Có đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang gì chị? Dạ. Ồ, thằng này lớn hả? Ừ. Rồi, gửi chị đi thân về đi nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Chú dùng cho ngon miệng nha. Trên đây là cổ nhất những tin xung quanh luôn, không về cho ba cũng lòng rồi. Không mà bỏ bên đây mình đi nè, nhà trọ chị bên đây nè thôi. Ủa đây nè, chị đi đây hả? Ở bên đây nè. Ở bên đây đó, bên đây đúng không nè? Anh. Đây. Bên đây đúng không? Dạ có. Rồi đây hai phần. Cho mẹ dùng nha. Không, cái này trong danh sách rồi chị ơi. Có trong danh sách rồi chị. Cái này có trong danh sách. Hành động có bù vô được đâu, tại này sẽ cố gắng sẽ nhiều phần quà hơn nữa chứ hôm nay đi á, người nhận người không nhận á, thấy cũng, dư, chứ bình thường biết vậy, em cũng ngại quá à. Thật sự ngại luôn á ha, mà biết như người khổ mà mình đâu có lo hết nổi đâu, lo hết nổi đâu. Ừ. Sao mình lo hết nổi bởi vậy trời tới quốc nào em cho nó đổi nó vô hành chị này hả? Anh này bên đây hộ nào đây các ơi? Ở chỗ này hả? Ở chỗ này nè. Ba nhà. Rồi ba nhà. Rồi gửi chị mật gạo đi dùng nha. Chờ cảm ơn đi là tới là. Rồi cảm ơn luôn nha. Ăn không bị nha. Chú đó với cái chú đeo khẩu trang màu hồng á. Cái này do ông trưởng ấp ông sắp chứ không biết. Thì hoàn cảnh nào khổ mà mình cho nó mới quý. Mình muốn lo hết nổi nữa. Đây, mình đi tiếp nè anh ơi. Cảnh quê chiều luôn nha cả nhà. Thì mấy bạn coi này coi kia có phải có khúc đồng xanh rồi cho bạn coi chứ để coi những clip anh em tôi đi từ thiện hoài nó cũng hơi buồn. Trời trên mây trắng. À đây đây là anh Phong. Mệt nữa nha, mệt mà vui. Vui vui vui. Anh em đi xe ba gác nha bà con. Đây là những phần quà chiều cho bà con nha. Ở đây luôn hả? Thôi đeo khẩu trang vô mà mình phát cho nó an toàn. Tại vì mình cũng ra ngoài đường á thì mình tiếp xúc nhiều người. Đây. Em tặng anh một phần quà dùng mới thảo nha. Rồi anh dùng cho chú ăn ngon nha. Rồi. Dạ anh, đi lên. Rồi phát rồi tiếp xong đây nè, mình ra mày chỉ phát xong đây. Ê, nè, tới xíu rồi mày. Tới xíu đi, nghỉ chốt rồi nè. Rồi, đây nè, ở đây. Ở đây nè. Rồi, đây nè. Rồi, em gửi chị được nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh ở đây hả? Anh Phong có hẻm chống xa kìa, rồi anh nhận đây người ta. Mình anh Phong đi với anh đi. Rồi gửi anh. Rồi chuẩn chuẩn bị nha. Đi em xuống đi với anh đi. Có gì hả? Giờ đi vô trong hẻm trong hốc luôn nè, để có hoàn cảnh trong đây luôn, để cho trời ơi mấy chó quá trời ơi. Rồi. Hả? Đeo khẩu trang nhận quà con. Ờ. Mới nãy mình không có đem theo sữa ha. Dạ chị. Rồi, rồi. Rồi, đó, dạ, vô ngủ nghỉ nha chị. Dạ, dạ. Em chạy dưới tôi bỏ xuống nha. Rồi, thôi. Rồi em đi đi anh ra. Để ông mình nó đi phần đó đi, mình đi ra mới được. Trời ơi, mấy anh chó này nó quậy quá rồi. Thôi con. Ừ. Trời ơi, có cái lỗ rồi đó. Đi rồi bị chó được luôn. Ủa mày đâu? Được luôn. Rồi con gửi luôn nha. Rồi chúc dùng luôn miệng nha. Cô niệm á Hoàng ơi. Chú ở đây đó hả? Chú ở đây là sống với ai? Sống với chồng với vợ. Có cần gạo hỗ trợ thường xuyên không? Nếu thì mấy chú có đồng thì luôn. Vậy là qua dịch đi, con vô con tham quan nhà xong rồi mốt con hỗ trợ thường xuyên cho. Dạ, dữ nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, đừng có mẹ chú. Dạ. Mô Phật. Uống sữa không con? Uống sữa không? Không uống sữa. Hướng này chắc không uống sữa rồi. Dạ. Rồi xong luôn. Đầu đầu con nói lại câu nãy chú nghe coi. Giờ uống sữa không? Nói lớn lên, nói lớn lên. Đang nhẫn cơm. Ok con. Dạ cho sữa dạ cho cơm phải không? Ờ vui mừng quá đã uống sữa. Giờ nhẫn cơm không uống sữa ha. Trời ơi, hỏi uống sữa không nữa. Trời ơi, người ta đang giảm cân mà mấy chú cho sữa hoài. Người ta hỏi cho chú cho sữa má, ông đang giảm cân. Anh bay không? Nổi không? Đem khóa trang vô đây năm luôn. Không, đem khóa trang vô thì con để vào trước luôn nha cô. Này cô đẹp không? Cô hộ đẹp không? Có, đẹp không? Con đây để phía trước cho cô nha. Rồi, hơi gì nữa cô? Chúc mọi người sức khỏe nha. Chiêu ông năm luôn, ông năm. Rồi, rồi, rồi. Tại chạy em đang giảm cân nên không có cho sữa nha. Chú chán chịu. Bây giờ quyết định cái uống sữa không? Quyết định cái này. Hả? Rồi. Uống luôn ha. Khỏi giảm cân nha. Ừ, đi luôn. Khỏi giảm cân luôn. Anh bay hả? Ông Năm ơi. Tôi giỡn lãnh cho ông luôn được. Không lãnh mới được. Lắp sữa nè. Nói lãnh mới được, nói đi. Em ra lắp sữa cho. Sữa là được. Trời ơi, con uống sao con không lấy? Trời ơi, mẹ mập nữa đó. mấy chú này muốn làm quen nè. Để chú dùng cho mẹ nha. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn em. Không, để ổng lãnh chứ không có lãnh giùm được. Như có mặt cái mình gửi rồi chứ không có lấy chứ lấy giùm. Chạy vô cô niệm với cô đi. Dạ. Rồi con gửi bác ơi. Dạ, nặng nha. Rồi bác giùm nó miệng nha. Dạ, dạ. Rồi. Để đây, bác chú Trang lên, bác chú Trang lại. Bà này là tăng muốn tăng cân thì giảm cân. Rồi, chạy vô đi bác. Dạ, bác. Dạ, dạ. Cho anh hấp sữa luôn, lóc sữa luôn. Dạ. Có bịch coi dễ hả? Đâu? Thì ốp cho hai lóc nè. Rồi, để luôn, luôn. Nè. Má ơi. Dạ, ốp có cho hai lóc và kia hộp có trong lóc thôi. Cái này là từ 10 tuổi tới 6 tuổi, con lớn tuổi hay sao vậy? Rồi, rồi, rồi. Uống phì lên nha. Phì như chú vậy đó nha. Phì như cái em bên kia đây nè. Đi ra đây nó mệt thiệt mà vui quá. Dân họ nhận niềm nở lắm, vui. Để đi tiếp. Dạ. Dạ mừng quá. Không có đủ để phát cho ai hết trơn á. Đủ. Nhiều quá. Bữa nay có một ngày đi 25
giờ đang đợi để mời người dân đi ra để mình phát tiếp đây. Xã mình hơn chăm sóc. Ủa, gia đình anh cũng có nè. Chăm sóc 25 triệu. Anh ơi, còn ai đó hả? Còn đây với em gái đó luôn. Em gái, này nè em gái. Trời ơi. Gì trời ơi, là sao? Nhận dai hả? Mẹ anh. Nè nè, giờ nhận đi. Rồi, không được nha. Không về bữa nay không đi hả? Bữa nay không đi hả? Không, bữa nay mới đi phạt xe rồi, mai mới đi. Lấy xe ra chưa? Mai. Ở trong cái em bé hả? Rồi, cái gì? Không trang mà, đó gì? Không trang mà, rồi. Đỡ nữa. Em muốn chụp chung với anh. Bây giờ. Trời ơi, mọi người thấy vui không mọi người? Rung quá, rung rồi. Rồi bà gác rung. Dạ, bà gác rung là slow motion lại. Trên xe giờ cũng còn số phần à. Đi vô đây tới giờ này thì mệt đó cô chú chị ơi, nhưng mà vui lắm. Đưa này nè. Em đưa cho ba cái này. Rồi cô nhận phần quà dùng nữa cô đưa nha. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Rồi. Con gặp mấy cô dạng phá lắm tại con cho con hỏi thăm chút xíu ông ở với ai. Ông ở với ai? Ông ở với ai á? Hả? Gia đình mà ba đứa nhỏ. Lấy gạo lấy coi trong nặng con. Đây con nặng đây con đem vô nhà cho. Okay, yeah. Đi, ông được được được. Rồi, nặng lắm. Dày quá cảm ơn rồi. Ông ở với ai? Hả? Ông ở với ai trong nhà? Dẫn đến thủy vợ. Vợ với ai nữa? Lê Ngọc Mai. Ngọc Mai giờ làm đâu? Giờ ở trên cầu kìa. Dạ ở đầy đủ ăn không? Dạ. Rồi ba đứa cháu. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ ông trả lời là mất phần gặp cả nay cái đấy nha. Con là nuôi mấy cụ mỗi tháng nha. Và giờ ông trả lời không đầy đủ là cái gì là mất không nuôi à. Hai ông cụ ở bà già ở đây không à. Rồi ông dùng con miệng nha. Rồi cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Chúc mấy chú nhiều sức khỏe. Dạ rồi cảm ơn ông. Dạ. Dạ. Nhưng bà đá đâu đâu. Hai con để lên đây nha. Dạ. Đây ăn vui nha. Quay 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 ngay rồi. Rồi xong. Bao nhiêu tuổi rồi? 85 sống về đây. Con thọ ghê luôn. Ông 90 rộng nằm chỗ rồi. Thấy còn làm đây là còn khỏe nè. Phúc Nam hả vậy? Chặt Phúc Nam uống. Rồi con gửi trên bàn này nha. Cảm ơn mấy chú nha. Nè uống sữa con. Cho học giỏi nè, cho hộp sữa luôn, cho lớp sữa luôn. Đó. Đây con ơi. Cho nậu nè, cho nậu cho lớp sữa nha. Được rồi. 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 Đang học cái nè, thấy thương không? Đang học online. Yeah. Nè. Học, học giỏi đấy con. Được rồi. Đúng rồi, năm nữa. Hết còn vài phần nữa là nó gán cho xong luôn, cho xong buổi chiều này mai phát tiếp nữa. Dạ. Gấp lên. Con hết luôn. Rồi chú ơi, nhà thiện nguyện gửi chú phần quà ăn ngon nghe chú. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, nặng có nha không? Ôm nha. Rồi, ông dùng ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ. Nặng không ông? Nặng. Nặng lấy bóp phần ra nhẹ nhẹ bóp. Giả đồ lại bóp phần nữa. Rồi mình đậu mình đợi chút đi để hỏi hai hồi kia cái ông trưởng ấp cái thằng ông còn phần máy này. Phần này nó là
Dạ thôi đợi chứ không sao đâu, giờ này còn sớm mà. Dạ, 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 mới 4 mày còn sớm lắm. Ở trong ấp mình còn nhiều hộ không? Quay bóng qua trời thấy không? Tại vì đứng đó quậy bà. Chùa này chứ. Kỹ liền nha em. Trong vườn mà. Ừ. Ừ. Đi có cái gốc kế bên nè, em quá đã luôn. Bị chữ không? Có khi bị chữ không em? Có. Không có tặng nhà. Có. Hên là ngay nhà mình tặng. Ăn già chắc không sao đâu. Trời ơi nó chua đã sợ quá. Rồi. Đang có bự rồi luôn. Đủ rồi đó, hai người nữa là xong. Rồi xong. Mà mình còn hai phần đúng không? Ừ. Rồi mà giờ mình chạy vòng cái lộ lại. À. Sót hai nhà hả? Vậy là giờ là mình trở lại ha. Vòng về shop nè. Về qua đây giùm em luôn đi. Chẳng còn dư là cho à. Thôi để mình qua luôn. Em có tiếp vô. Cầm nổi không? Em quơ cái chậm đi, cơm cái áo quơ cái đấy là cái dèo liền á. Thôi đi nè. Cơm cái dầm về cái lóc lắc thành liền nè. Thả tôi quay mấy clip á. Trời ơi dẫn tới nhà luôn vậy đó hả? Thấy chạy nó chạy thôi, tôi nghiệp quá về còn dư cho nó luôn. Sửa không con? Rồi gửi chị dùng nha. Dạ. Giờ cho hai lóc sữa đi. Đây con nè. Rồi. Ê con ơi. Con thấy chú đẹp trai không? Đúng quá. Ôi trời ơi, danh sách ta mà hỏi vậy nó không trả lời luôn là tao biết rồi đó. Nè, con bé đứng kìa. Nè. Con bé đó. Con. Vô đi con. Nhà nó bên đây mà. Lộn nhà. Trời ơi nó gặp nó sợ không chết à. Dạ. Dạ rồi. Khoan anh ơi. Đợi tôi em xíu. Còn nè. Còn thưởng cuối năm. Cái nào? Ảnh lấy cái đó đi. Ông này con kia còn hết sạch luôn. Rồi, cảm ơn nha. Để đi cháu uống nha. Rồi, cảm ơn nha mấy đồng chí. Dắt đây dắt đi qua áp trong quế đi nữa ba. Mới còn tưởng là 5 giờ cái này sớm quá à. Em cảm ơn.